Hello anh em đã trở lại với channel của mình. Vừa rồi là một số skill đẹp mắt, hoa mỹ và một số cầu thủ thường sử dụng ở trong trận bóng. Nó tạo ra sự phấn khích cho khán giả. Tuy nhiên, sự đơn giản nó mới tạo ra hiệu quả cao cho đội bóng của bạn cũng như những tình huống mà bạn tham gia. Và trong video ngày hôm nay thì tiếp tục sẽ là 5 cách qua người đơn giản nhất. Đối với động tác này, động tác giả chạy này, khi chúng ta đang ở đường biên và đối thủ áp sát ở bên cạnh, chúng ta đang kiểm soát bóng. Trong quá trình kiểm soát bóng, chúng ta sẽ sử dụng phần thân người của mình và bước giả vờ, bước một chân sang hướng này, giả vờ chúng ta chạy theo hướng đó, đánh lừa đối thủ, rồi sau đó nhanh chóng đẩy quả bóng vào phía biên. Đối với động tác giả chạy thứ hai này thì chúng ta sẽ vẫn trong quá trình ở một vị trí cụ thể nào đó, ví dụ như biên hoặc vị trí nào đó an toàn ở trên sân, ở sân nhà. Khi chúng ta đang kiểm soát trái bóng, đối thủ đang chậm rãi áp sát tới thì chúng ta có thể chạy toàn bộ thân người, cả hai chân về một hướng xác định để đánh lừa đối thủ. Trong tình huống đó bóng vẫn đứng yên. Khi đối thủ chạy theo ta, chúng ta giật lại, đẩy quả bóng đi. Đối với động tác này thì đòi hỏi chúng ta phải có một sự tinh quái và nhanh nhẹn, sự quan sát đồng đội cũng như quan sát đối thủ. Có một khoảng cách an toàn thì chúng ta mới nên thực hiện động tác này. Kỹ thuật thứ ba này có tên gọi là giả truyền, fake pass. Trong trường hợp chúng ta đang kiểm soát trái bóng và đối thủ áp sát tới, có thể là mọi vị trí trên sân, chúng ta có thể giả truyền, giả vờ sút không trúng bóng để cho đối thủ che mặt hoặc giơ chân ra, rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy bóng vượt qua đối thủ. Hoặc chúng ta cũng có thể giả chuyền bóng dài. Ở kỹ thuật thứ tư này đó là fake run, vẫn là giả chạy. Tuy nhiên chúng ta ở trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng cầm bàn chân kéo trái bóng lại khi đối thủ đang áp sát. Trong quá trình chúng ta kiểm soát trái bóng, ôi đối thủ áp sát ở phía trước thì chúng ta sẽ sử dụng cầm mặt chân, đồng thời nhảy chân trụ về phía sau, bê trái bóng về phía sau, rồi sau đó bất ngờ dừng lại đẩy trái bóng về phía trước. Và động tác cuối cùng trong video ngày hôm nay đó là bôn cắt bóng, nhưng không phải là cắt bóng trong phòng ngự nha anh em, cắt bóng trong dưới bóng. Ở trong trường hợp chúng ta đang dưới bóng ở sát đường biên hoặc một vị trí thuận lợi đủ an toàn, khi đối thủ đang áp sát chúng ta ở phía trước mặt đây, chúng ta sẽ bước chân trụ, chân trái lên, mình thuận chân phải, mình sẽ bật bước chân trụ chân trái lên, rồi sau đó dùng gầm bàn chân phải vê trái bóng về hướng chân trụ như vậy, và đồng thời thực hiện luôn động tác cắt trái bóng bằng má ngoài của chân phải như vậy để dừng trái bóng, khiến cho đối thủ trôi theo tình huống người của chúng ta và vượt qua đối thủ. Mình sẽ làm nhanh ở đây.
Đây là động tác vô cùng hiệu quả để vượt qua đối thủ. Trong những tình huống chúng ta tấn công biên, anh em lưu ý với động tác này là chúng ta sẽ nhảy cả người lên về phía chân trụ, sau đó sẽ hãm bằng má ngoài của chân.